Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang Trong chương trình bình luận ngày hôm nay thì Vũ Quang muốn cả khịa một chút liên quan tới anh Đàm Tướng Cướp Cũng như là anh Hề Lũ nói chung là liên quan tới gừng sĩ trong hậu sự kiện sau kê đã được kết luận à, Tất cả ngày hôm nay kết quả chúng ta biết rồi thì video này Vũ Quang chỉ có cà khịa thôi <laughs> Và ấy, câu chuyện cả khịa ngày hôm nay là cà khịa tới anh Đàm Tướng Cướp là chính và bên cạnh đấy thì cũng muốn điểm qua về cái dư luận ở trên không gian mạng thì anh chị và các bạn cũng thấy rằng là anti fan bây giờ thì có thể nói rằng là thừa thắng xông lên cực kỳ là mạnh mẽ cùng với anh đàm tướng cướp cũng vô cùng là quyết liệt bên cạnh đấy đó là hàn ti rồi thì đức hỉn cũng đang tranh thủ thì tôi cái việc đấy thì với vũ quan là hoàn toàn bình thường đúng không miễn sao mọi thứ nhìn nhận vào trong cộng đồng xã hội ai là người ủng hộ mới là cái mà chúng ta nhìn Vũ Quang thì không dám nói rằng là bản thân Vũ Quang được nhiều người ủng hộ cũng chả dám nhận mình đó là nói cái gì cũng đúng không dám nhận cái điều đó muốn hay không muốn thì cái sự thật trắng trợn nhất đối với lại cá nhân Vũ Quang thì cũng chỉ là một youtuber và là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấm hết ở lại đó nha Thế có một cái điểm như thế này đó những người mà gọi là đang rất hả hê về cái kết luận của bên Bộ Công an đấy đó. và cũng quay ra là đá xéo những người đang chung tiếng nói với CEO Nguyễn Phương Hằng rằng là cuộn cuộn chúa, cuộn cuộn con, cuộn cuộn mẹ, cuộn cuộn con đấy đúng không? Rồi cũng cảm ơn là tự dưng đã thêm cái chức danh nữa. Đó là chức danh đầu tiên trong sự kiện này, đó là bưng bô cho đàn bà. Giúp váy đàn bà và bây giờ thêm cái chức danh nữa là cuộn cuộn con. <laughs> Nhưng có một cái điều lạ lùng, lạ lùng từ tháng 6 cho đến thời điểm hiện tại. Tôi không thấy bố con ông nào Nói về những cái vấn đề Ví dụ như là chứng minh rằng ai Hồ sơ của chị Thủy đề như thế Là đã ngon lành cảnh đạo Cho nên là các ông các bà déo tên là bố láo mất dậy Tôi chưa thấy một ông nào chứng minh điều đó Nếu như quý vị anh chị bạn Thấy rằng ở đâu đó có ai Bình luận chứng minh rằng Là cái uh, Xác nhận của chị Thủy Tè như vậy cái Hồ sơ của chị Thủy đề như vậy Thì đã ngon lành cảnh đạo Thì có thể gửi cho tôi Và tôi sẵn sàng mổ băng cùng quý vị anh chị bạn nhé và cũng không ai bình luận cái câu chuyện rằng là ỉm tiền 7 tháng như anh hề đấy thì nó là như thế nào chả thấy ai nói <laughs> là, ừ anh đi sai anh đã nhận lỗi rồi thế là thôi ôi rồi ôi đồng ý ai cũng biết điều đó thế mà xung quanh những người xung quanh đang nói cái gì mới là quan trọng có đúng không chưa thấy bình luận cái 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 việc như vậy cái tiếp theo nữa là đến ngày hôm nay thì anti fan cũng đang sông lên lạ thay này không thấy những con người đấy điểm danh tới những bài báo được viết ở trên báo công an báo quân đội vtv thông tấn xã vov thậm chí là cả anh nguyễn đức hiển luôn cũng bình luận một bài về gì về anh uh, hoài linh đấy chả thấy antifa nào đả động tới cả đúng không đây thế chị Lý. <laughs> cho nên là trong cái câu chuyện người ta gọi là truyền thông cuội truyền thông antifan ấy, thì vũ quang không quá quan tâm về cái điều đó nhé còn về những gì vũ quang nói thì vẫn còn nguyên ở trên diễn đàn thế gần đây một số người soi thì tôi chả biết nó soi ra cái gì luôn đúng không và trong cái việc đến thời điểm hiện tại thì nói rằng là vũ quang cứ chuẩn bị đi uống nước trà thì vũ quang cũng đang chờ đợi tức là sau cái trả lời của thiếu tướng rằng là không có căn cứ để khởi tố ceo nguyễn phương hằng về cái việc đó là tố cáo đó đúng không tức là xảy ra ở nơi nào thì nơi đó chịu trách nhiệm thế vũ quang này nếu mà nói xảy ra thì vũ quang đang ở thành phố hà nội thì nó xảy ra sẽ xảy ra với lại thành phố hà nội đúng không đồng nghĩa việc là Vũ Quang sẽ được uh, lên phường, xã, quận huyện nào đó của Hà Nội để uống nước trà. Nghĩ ra nó cũng vui. <laughs> thôi thì câu cà khịa dừng lại ở đó. Đến uh, còn vấn đề sau kê ngày hôm nay thì đến đây thôi. Vũ Quang thì cũng bình luận tới uh, từng cá nhân một rồi, đầy đủ cả rồi, đúng không? Thì ngày hôm nay uh, Vũ Quang muốn cà khịa một chút về câu nói của anh Đàm tương Cướp. Thì anh Đàm tương Cướp có một cái video sau cái uh, kết luận sau kê đấy thì anh cũng rất là hả hê tự tin bình luận và anh nói rằng anh không thể nào chấp nhận được à, những kẻ mà cố tình nói những lời dối trá vu khống trắng trợn để nhằm mạt sát đó là đảm tướng cướp hiểu không Thế thì Đàm Tướng Cướp nói rằng là quan điểm của Đàm Tướng Cướp nói rất rõ ràng về việc từ thiện là làm từ tâm của Đàm Tướng Cướp. Cho nên là không bao giờ dám ăn tiền từ thiện đâu. Nếu mà ăn tiền từ thiện ấy tiền của các tấm đồng vàng mạnh thường quân ý nhá thì sẽ phải trả nghiệp đến đời con đời cháu tôi nghe tới câu này mình thì hơi hơi dọn gai ốc một chút tức là nếu như ăn tiền từ thiện ấy đúng không đời hiện tại người ta gọi là không nhận nhân quả nhãn tiền thì đời con sẽ phải nhận đúng không hoặc là đời cháu sẽ phải nhận tôi nghe đoạn này cái tôi tự dưng tôi sọn gai ốc luôn mà ồ thế à trong ngẫm lại về luật nhân quả ừ đúng như thế thì người ta bảo là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước mà Đúng không quý vị? Thế thì mình ngẫm lại bảo, ồ, quá nhỉ. Đời con à? Ồ, đàm tướng cướp à? Đàm tướng cướp đến đời con à? Tôi chưa dám nhắc tới đời cháu gì Đời con nữa. Nghĩ đi nghĩ lại mãi mà không biết là đàm tướng cướp là con ở chỗ nào. Cho đến thời điểm hiện tại. Nếu như câu chuyện mà đàm tướng cướp nói đúng không? Bằng tâm can đúng không? Thế nhân quả đang nhãn tiền đấy đấy. Nhân quả đang nhãn tiền đấy đấy. Làm gì có cơ hội để mà trả doanh nghiệp đời sau nữa ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại đúng không ít nhất thời điểm hiện tại là không có cơ hội để trả nghiệp cho đời sau mà đời hiện tại sẽ phải gánh tất tần tật và tuốt tuần tuổi đàn tư cướp ạ à. và video này đang nói về đàn tư cướp đây <laughs> video này là khi ở bị sau ấy nhá <laughs> đúng không quý vị và bạn lại tiếp tục mạt sát đàn tư cướp đàn tư cướp nhớ lập vi bằng cái video này nhá mới tính tình tình nhá về câu chuyện là đàm tương cướp nói rằng nếu như ăn một đồng từ thiện thôi đúng không thì sẽ phải nhân quả trả nợ cho đến đời con và đời cháu nhưng mà khi nghe tới đời con và đời cháu là quang bị giởn gai ốc ai đúng không thế nên câu nói đó mà từ tâm can của đàm tương cướp ấy thì cũng xin thưa quý vị anh chị và các bạn cho đến thời điểm hiện tại bây giờ tôi chưa nói về thì tương lai nhá thời điểm hiện tại bây giờ là đang không có cơ hội để quả đó truyền sang đời con mà ngay lập tức đàm tương cướp sẽ phải trả nghiệp tất tần tật và tuốt tuột tuột những cái điều đó cho quãng đời còn lại cô quạnh của mình bây giờ còn khỏe mọi thứ còn ngon lành cành đào nhá đàm tương cướp nhá rồi mọi thứ sẽ biết người ta nói rồi cóc chết 3 năm cũng quay đầu về núi thế còn đàm tương cướp thì không biết là chết thì quay đầu đi đâu phủ cái gì thì không rõ nhá còn cái tính lộng ngôn ngông cuồng thì vẫn vậy thôi cho đến thời điểm hiện tại thì trách nhiệm còn lại nó nằm ở cộng đồng khán giả nằm lại cộng đồng khán giả về câu chuyện của đàm tương cướp thôi thế còn lại thì chúng ta cũng đã rõ rồi cũng chúc mừng anh em đàm tương cướp cùng với lại anh ca và chị hát trong cái đại sự kiện này đã chính thức đó là anh chị là không có gian dối gì cả và bài học cũng chỉ gửi gắn tới anh chị ở nhiều video gần đây vũ quang vẫn nói đấy là anh chị phải biết rằng đây là một bài học nhãn tiền và đắt giá dành cho quý anh và quý chị phải biết rằng là đừng bắt người khác hiểu cái hiểu của mình mà hãy làm bằng hành động để người khác hiểu cái hiểu của mình trong sạch và minh bạch như thế nào nhá? còn cái uh, kết thúc cái đại sự kiện này thì chúng ta cũng biết rằng là người giỏi nhất trong cái việc mà chữa bệnh gọi là câm và điếc ấy, thì chúng ta cũng biết rồi đó là còn giỏi hơn thần bịp thì đó chính là ceo nguyễn Vương hằng là đến điều trị được cái bệnh câm và điếc đấy và cái bệnh lì và lợm lọng và ngôn nữa thì cũng đã điều trị được nhãn tiền nó nằm ở đó nha. Còn trong đại sự kiện này thì đương nhiên thì đây nó là một đại án, nó còn có ối rồi ôi tết ra nữa. À, có lẽ rằng đối với những cái dòng Antifan cũng đang chờ đợi một cái hình ảnh nào đó đúng không? Khi mà vũ quang ngồi uống nước trà đấy với các chú các bác ở trên phường xã nào đó thì có lẽ Antifan rất là vui bởi vì ngày hôm nay đang bắt đầu cắt mới xén video đúng không để chế với nhiễu đúng không nhưng thực ra có đi theo được hành trình của vũ quang làm việc không mà chế với nhiễu rồi thì nói gì nghèo kiết xác ra vũ quang chưa bao giờ nói vũ quang giàu và vũ quang cũng chưa bao giờ sinh danh vũ quang là ai cả kết quả cuối cùng vũ quang cũng chỉ là một youtuber thôi đấy nó nói với anti fan như vậy khỏi cần vì khi làm gì cho đau đầu cả bỏ nghèo kiết xác choan chưa bao giờ nói mình giàu cả đấy sách vở còn phải mua ngoài vỉa hè về trưng đằng sau cho nó oai cơ mà đúng không vậy là lưu manh giả danh trí thức đấy đấy khịa thì nó là khịa như vậy còn bản chất của công việc của sự việc trong đại án sau kê trong cái dư luận này thì một lần nữa cũng chỉ muốn gửi tới cho anh ca chị hát cùng với lại antifan à, về câu chuyện cà khịa về câu chuyện dựng và bịa về câu chuyện abc nào đó mạt sát tấn công ok nó là một khía cạnh đúng không còn riêng về cái vấn đề liên quan tới đó là sao kê và từ thiện thì anh ca và chị hát phải tự soi lại chính bản thân mình chứ lấm lem bùn lầy bẩn bê bẩn bê hết rồi nó không khác nào cái tư duy suy nghĩ của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng không khác nào nó là đầu trộm một đuôi cướp đầu đường và xó chợ cả cho nên anh chị đừng có vui mừng buồn lắm nó thối ruột ra muốn hay không muốn thì bản thân mình cũng đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa sống giao xứng danh cái điều đó đừng nghĩ rằng là tao không cần chúng mày hay là tao không cần ba cái thằng như vũ quang đã là người công chúng thì đừng bao giờ mở mồm ra nói rằng là cần ai và không cần ai ở đây muốn hay không muốn thì mình cũng đang hiện diện trong đó là giải đất hình chữ s nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam muốn ừ. hay không muốn thì mỗi một cá nhân là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là một cái mắt xích tạo ra cái khối đại đoàn kết của đất nước dân tộc giàu đẹp như hiện tại nhá Cho nên đừng có khái niệm rằng là tôi không cần các anh, tôi không cần các anh chị. Cái điều đó nó chỉ thể hiện duy nhất là các anh chị đang thiếu hẳn đi cái trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, sống theo thói đời, thượng, đẳng, vô văn hóa, và phát ngôn phi đạo đức, không có trách nhiệm mà thôi. Thế thôi chứ chả thể hiện cái gì cả. Cái sự, cái, cái việc của người công chúng nó khác khác rất xa với những người khác ở chỗ đó đúng không? còn cái việc sống trong đời này khi mà nổi tiếng khi mà thành công thị phi hiển nhiên sẽ xảy ra và cái thị phi đấy nó kéo dài và dập tắt hay không nó thụ, phụ thuộc vào tài năng của mỗi một người xử lý đó là truyền thông còn không biết xử lý truyền thông thì đương nhiên nó sẽ tạo ra một vết nhơ và khoét sâu vào vết nhơ đó thì nó sẽ tìm ra cái sự hoen ố đúng không? giống như là đàm tương cướp nên làm hoen ố danh tiếng của đàm thực ra đàm tương cướp danh tiếng gì danh tiếng gì của đàm tướng cướp danh tiếng của đàm tướng cướp đó là một thằng cắt tóc vỉa hè đấy mới là đúng nhá đàm tướng cướp nhá và trước khi lập cái vi bằng về cái, cái video này này thì đàm tướng cướp cần phải đi làm một cái chứng minh dân mới chưa? khai sinh tên là đàm tướng cướp đó. nghề gốc là cắt tóc và nghề mới đó là vùng đất cấm gọi là vùng kín đấy đang mặt sát đấy bằng ngôn từ đấy đúng không? Nhưng mà tất cả những ngôn từ này nó vẫn nằm trong thuần phong mỹ tục đấy nhá thưa lại đàm tư cướp nhá <laughs> chưa phải vượt quá đó là thần phong mỹ tục đâu thì trong thức phim này vũ quang chỉ có muốn cà khịa đôi điều đó cùng với quý vị anh chị và các bạn và cũng mong rằng là tới đây thì sẽ bắt đầu bước vào những cái chủ đề mới và lĩnh vực mới phương thức mới dần dần cập nhật chứ tình hình là sao kê đến ngày hôm nay là êm đẹp rồi ngon lành cảnh đào rồi cũng rất là cảm ơn quý vị anh chị và bạn trong suốt một khoảng thời gian dài qua đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với là Vũ Quang. Rất cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.